Thực hiện chương trình chuyển đổi số trên mọi mặt hoạt động, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Hàng loạt các ứng dụng, phần mềm công nghệ được áp dụng trong quản lý kỹ thuật ở Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang quản lý 10 trạm biến áp 110 kV, 290 km đường dây 110 kV, 2.800 km đường dây trung áp, có 3.248 trạm biến áp phân phối. Các thiết bị chính trên lưới điện 110 kV và trung hạ áp ở Quảng Ngãi đang được số hóa trên chương trình quản lý kỹ thuật BMIS. Việc hoàn thành số hóa dữ liệu thiết bị trên lưới với khối lượng đường dây và trạm biến áp lớn như vậy là một bước tiến đáng ghi nhận. Đây là nền tảng để hoàn thiện mục tiêu xây dựng lưới điện thông minh ở Quảng Ngãi. Chúng tôi tiến hành số hóa toàn bộ xong số trục của lưới điện phục vụ bằng mic. Thứ hai là chúng tôi tiến hành là quản trị cũng như là đánh giá thiết bị qua chương trình CBM. Và thứ ba là tiếp tục là hoàn thiện trong năm 2022 là cái chương trình là tự động hóa lưới điện để mà nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Khi số hóa được toàn bộ thiết bị trên lưới điện, Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai giải pháp CBM để sửa chữa, bảo dưỡng dựa trên tình trạng thiết bị, tối ưu hóa chi phí. Quan trọng nhất là hạn chế được thời gian cắt điện của khách hàng để thực hiện công tác sửa chữa. Từ đó, độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao. Tất cả các trạm biến áp 110 kV ở Quảng Ngãi hiện vận hành không người trực và được điều khiển từ xa ở trung tâm điều khiển. Đặc biệt là kiểm tra hiện trường lưới điện, thu thập hình ảnh trên lưới bằng flycam. Tất cả thông tin này đều tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật BMIS. Từ đó, phần mềm sẽ kiểm tra, phân tích tự động các hình ảnh gửi về từ hiện trường của các điện lực cho kết quả. Các khiếm khuyết trên lưới điện được phát hiện trong tích tắc để có phương án xử lý kịp thời. Công nhân ở các điện lực được hỗ trợ và tập huấn sử dụng công nghệ trong quản lý. Chúng ta có cái phần mềm đó là kiểm tra hiện trường. Bây giờ chúng ta đi tới trạm biến áp thì hồi xưa là chúng ta phải dùng giấy, chúng ta viết, dùng giấy viết. Còn bây giờ chúng ta tới và chúng ta vào phần mềm, chúng ta tít vào thì toàn bộ các dữ liệu thông tin này nó sẽ đưa về trong hệ thống và được phân tích trên hệ thống. Phân tích trên hệ thống. Như thế cái điểm bất thường của các thiết bị sẽ được lưu vào và sẽ được cảnh báo. Ngoài ra, hầu hết các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đều được chuyển đổi số thông qua hàng loạt chương trình như CBC eOffice, CMIS, BMIS, ERP, IMIS. Thì chúng tôi đã tiến hành là đào tạo qua mạng e-learning để nâng cao cái nhận thức của các cấp lãnh đạo trong công ty cũng như toàn thể các bộ nhân viên về vấn đề chuyển đổi số. Đào tạo nâng cao cái năng lực quản lý cũng như sử dụng các phần mềm công nghệ thông tin để phục vụ chuyển đổi số. Thứ ba là chúng tôi cũng đã tiến hành rà soát cái lực lượng công nghệ thông tin quản lý vận hành để mà đăng ký với tổng ty và tập đoàn tổ chức đào tạo trong thời gian tới. Và sắp tới thì theo lộ trình thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện theo cái chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tập đoàn cũng như tổng ty để mà góp phần vào cái hoàn thành cái nhiệm vụ chuyển thành doanh nghiệp số EVN. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang nỗ lực thực hiện theo lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Mục tiêu năm 2022, công ty cơ bản hoàn thành chuyển đổi số, đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số.